Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ làm về một cái chủ đề về raw dữ liệu từ YouTube. Đấy. Thì mình sẽ cào dữ liệu từ YouTube bất kỳ một cái kênh YouTube nào ha. Sau khi mà mình trình chạy cái đoạn code này á thì các bạn có thể làm mẫu một cái bài từ một cái kênh YouTube khác thử xem là có được hay không ha. Ok. Rồi đầu tiên mình sẽ import ba cái thư viện cần thiết để mà cho việc là cào dữ liệu và đọc dữ liệu đó lên. Thứ nhất là thư viện Pandas, rồi thuộc về phục vụ cho việc là tạo data frame rồi phân tích dữ liệu với data frame đó hay đọc ghi dữ liệu. Thứ hai là request để mà mình có thể kết nối các phương thức HTTP request này kia đó để mà lấy dữ liệu từ data từ web về. Thứ hai là JSON là để đọc cái dữ liệu dạng JSON. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy API key. Thì API key này á thì mình sẽ lấy một cái đường link, mình có một cái đường link để mình lấy API key. Thì cái đường link đó là cái đường link này nè, để mình lấy API key của YouTube hoặc là của Google Cloud gì đó. Mình lấy API key trên đó. Rồi các bạn nào không biết lấy API key á thì cứ lên đây và gõ thôi, lấy API key của YouTube hoặc là của Google. Rồi các bạn tự tìm rồi lấy API key cho mình. Thì cái API key này á của mỗi mỗi máy là khác nhau nha, cho nên mình mỗi máy mỗi tài khoản hay sao đó thì nó sẽ khác nhau, cho nên là các bạn tự lấy API key nha. Rồi thứ hai là cái channel ID. Channel ID này là mình lên kênh YouTube nè, ví dụ như mình lên kênh YouTube của Quang Linh Vlog đấy, thì mình sẽ nhấn chuột phải và vào view basic. Thì vào view basic thì mình sẽ gõ cái từ là channel ID như thế này thì nó hiện ra, thì mình đi search thôi. Đây mình search tới đây nó ra channel ID, rồi mình copy cái channel ID này vào, bỏ vô cái đoạn code của mình. Bỏ vô đây đó, rồi mình có API key nè, có channel ID nè, rồi mình đi request nó về thôi. Rồi mình sẽ đọc một cái đường dẫn như thế này của YouTube V3 channel gì đó bằng cái API key và cái channel ID tương ứng ở trên đấy. Thì đây là cái URL. Từ cái URL này mình sẽ đi request chấm get cái URL này để request về, gán cho nó một biến là channel info, và từ cái channel info này mình sẽ json chấm loss dạng test của cái channel info này. Tức là từ cái URL như thế này mình mới request về, thì mình sẽ bật cho nó, tức là mình sẽ chuyển đổi cho nó dạng JSON, load lên cho nó dạng JSON. Sau khi thực hiện cái các bước này rồi thì nó sẽ ra được cái API như thế này, dạng JSON như thế này đó. Thì API này chứa cái gì? Thứ nhất là nó chứa, mình chú ý vào cái key là item ha. Trong item này nó chứa cái statistic về dạng thống kê. Thứ nhất trong statistic này nó có view count nè, số lượng lượt xem, tổng số lượng lượt xem của kênh đó. Subscriber count là tổng số lượng mà rồi subscribe ha. Rồi thứ ba là video count, tức là cái kênh này có bao nhiêu video ha. Rồi rồi mình sẽ lấy những cái thông tin cần thiết để mà mình đi đi thống kê đó. Rồi mình sẽ chỏ vào item, chỏ vào statistic, sau đó chỏ vào view count, chỏ vào subscriber count, video count nè, như đoạn dưới đây. Rồi thì hàng này là của JSON1, JSON data one mà đó, cho nên là JSON data one nè, chỏ tới item nè, chỏ tới item. Sau đó thứ không, item thứ không là hàng này đúng không? Rồi mình chỏ tới statistic, chỏ tới statistic, sau đó mình chỏ tới một cái mảng của subscriber count ha. Thì sau khi mà chạy nguyên cái đoạn này nó sẽ ra được cái số 274 này ha. Tương tự đối với cái thằng view count và video count ha. Rồi tương tự đó, sau khi mà mình chọn tới và lấy ba cái giá trị như thế này, gán cho nó mỗi cái giá trị đó một cái biến, và sau đó mình print ra thôi print như cái lệnh đây. Và sau khi print ra thì nó sẽ ra được này, total subscriber là 274 đúng không, 2 triệu
2.740.000 này, tổng video là 901 này, rồi tổng số lượt view là bao nhiêu đây, rồi ok. Thì đó là cách để mà mình lấy data từ một cái kênh YouTube bất kỳ về thông qua API key và channel ID và dựa trên cái thư viện là request và JSON. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nhiều nè. Bây giờ mình sẽ load lên là mình lấy 10 trang ha. 10 trang của cái gọi là 10 trong trong cái này là tức là nó sẽ lưu cái JSON đó, nó sẽ lưu rất là nhiều những dữ liệu và nó load rất là nhiều trang ha. Cho nên mình sẽ lấy là 10 trang thôi. Rồi mình cũng gọi lại thôi, ở đây mình cũng gọi lại mình cho là for chạy qua từng trang ha, rồi mình cũng gọi lại cái đường dẫn này và cũng là json.load cái request này. Rồi sau đó mình sẽ chọn tới item, chọn tới item, sau đó chọn tới thằng ID, lấy video ID ra ha. Rồi sau khi chạy á, sau khi chạy cái này thì cái kết quả mình muốn xem được là cái video ID ha, kết quả mình muốn xem video ID đây thôi, mình lấy ra video ID thôi. Cái video ID đây mình sẽ up bình trong một cái mảng là video ID. Rồi ok. Rồi sau khi mà chạy hết cái này rồi, sau khi chạy cái này rồi, load lên cái biến cuối cùng là cái biến data của mình đúng không? Đó, thì mình sẽ xem cái biến data nó trước cái gì. Này, mình sẽ chạy biến data và biến data nó trước cái gì trong đây. Cũng tương tự như là cái phần ở trên đây thôi, tại trên đây mình lấy chỉ có một thôi. Còn ở đây mình lấy tới 10 lần, 10 thằng lần ha. Cho nên nó sẽ ra 10 thằng. Rồi. Nó load nó 10 thằng lần đó. Rồi bây giờ những cái thông tin mà mình muốn lấy trong cái JSON này là mình sẽ lấy video ID nè, channel ID nè, publish day nè, video title, video description, like, view, rồi comment count. Đấy, đó là những cái thông tin mình muốn lấy trong cái đoạn JSON này. Rồi mình sẽ tạo ra một cái data frame rỗng ha, data frame rỗng như thế này. Rồi mà mình muốn lấy những thông tin trong đây, rồi mình đi chỗ vô thôi. Đấy, rồi mình vẫn gọi lại QR này, mình vẫn xin trong load cái đường dẫn này thông qua cái API key và video ID ha. Mình không chạy theo channel ID nữa mà mình bây giờ mình chạy theo video ID như chạy theo video ID trong cái mạng, trong cái list là của video ID này nè, không trong cái list này nè. Đấy rồi. Mỗi lần mình chạy á thì nó sẽ xuất ra, nó sẽ gán ra ha. Nó sẽ ráng gán vô mỗi dòng ha. Rồi bây giờ mình sẽ chú ý tới cái key là item, snippet và statistic. Đây mình sẽ xem cái key item nằm đâu. Đây cái key item, rồi từ key item này mình sẽ chọn tới cái snippet này, snippet. Rồi cái snippet mình muốn lấy cái gì, mình muốn lấy là public, public s là ngày public ha, thứ hai là channel id, thứ ba là title, thứ tư là description. Đó giống giống như trên đây, channel id, public day, description ha. Rồi rồi mình sẽ lấy đó thôi, chọn tới snippet và chọn tới ngày là nó sẽ ra được. Rồi tương tự mình sẽ lấy hàng statistic thôi. Statistic nó cũng nằm ở trong cái key là item ha. Statistic đây. Rồi statistic mình lấy tương tự như ở trên thôi. View count, like count, comment count. Rồi mình chọn tới thôi. Đấy. Sau khi có được cái dữ liệu này rồi của một video ID rồi thì mình sẽ gán đưa nó vào cái data frame mình đã tạo sẵn, vào cái data frame rỗng mà mình đã tạo sẵn ha. Này rồi mình gán cho nó một cái list, từ cái list này nó sẽ gán vào trong
là tập hành của mình theo thứ y. Thứ y ở đây là nó chạy theo là for enumerate đó nha, là y là ở đây là nó bắt đầu từ không 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 cho đến hết. Rồi video đi là lấy giá trị của video đi trong đây, trong cái list của video đi này ha. Rồi rồi cái dòng thứ không nó sẽ gán một cái ha. Nó chạy hết 10 dòng thì nó gán, nó chạy hết 10 lần thì nó gán 10 dòng cho cái data frame của mình. Rồi đó, sau khi chạy cái này nó sẽ đổ data về data frame của mình ha, đổ data về data frame rộng đấy. Đấy rồi từ cái data frame đó mình sẽ lưu về file Excel thôi. Mình đặt tên lộn là cái tên của cái kênh là Lại Ngứa Chân á. Cho nên là thôi cứ các bạn cứ làm đi. Không quan trọng là cái tên file ha, thì quan trọng là trong dữ liệu nó chứa cái gì thôi. Rồi sau đó mình sẽ lưu cái data frame này về dạng CSV. Rồi là mình có một bộ data frame cho mình rồi, đúng không? Đây là cái bộ data frame mà mình đã raw data về, raw data từ YouTube, từ một kênh YouTube này. Rồi đây là dữ liệu thô và mình đi xử lý cái dữ liệu này nha. Rồi bây giờ mình đặt lại, mình ghi to CSV rồi, bây giờ mình read CSV lại ha. Rồi mình read CSV lại của cái file này, sau đó mình chấm hết để mình xem tổng quan coi. Các bạn có thấy nè, đây nó lưu dạng CSV á, thì có thể là cái chữ nó sẽ bị lỗi phông như thế này, nhưng mà khi đọc vào dạng data frame thì nó sẽ không có lỗi phông như vậy ha. Thì thường CSV nó sẽ bị lỗi phông vậy thôi, còn Excel thì nếu mà lưu dạng Excel thì nó sẽ không bị lỗi như vậy, nó sẽ ra được như thế này. Rồi rồi mình sẽ xem là mình xử lý dữ liệu này gì trong đây. Thứ nhất là mình sẽ xử lý là public day. Nó đang ở dạng là ngày tháng, năm tháng ngày, nhưng mà có chữ T ở đây, có chữ Z ở đây, cho nên mình sẽ đi xử lý bỏ chữ T bỏ chữ Z cho nó. Rồi ok, với cả là với cả ở trên này video đi và cái channel đi, có thể là mình sẽ không cần để mà mình đi, nó sẽ không có ý nghĩa cho việc thống kê cũng như là nhìn cái insight trong cái dữ liệu của mình ha, cho nên mình sẽ drop nó đi. Và drop là drop hết cột thì cái exit nó bằng một, và drop hai cột này ha, lấy df chấm drop hai cột này, exit bằng một tức là exit theo column, drop theo column thì play bằng true. Rồi sau khi drop thì data được được loại bỏ hai cột được như thế này. Rồi tiếp theo như mình đã nói thì mình sẽ xử lý cái public state, rồi mình sẽ bỏ đi chữ T và chữ Z bằng cách là mình sẽ duyệt qua mỗi dòng bằng cách là mình cho chạy dòng đặt for của sắp không. Sắp không ở đây tức là theo dòng, còn sắp một là theo cột. Như ở đây df chấm xếp đây, đây là sắp không. Sắp không thì nó có 20 dòng, và sắp một thì nó có 10 giờ 10 cột. Đó là sắp không và sắp một. Rồi ok, mình cắt này luôn. Rồi thì từ cái cột như thế này thì mình sẽ bỏ đi chữ Z, chữ T và chữ Z như thế nào. Rồi mình sẽ lấy daytime chấm string string paytime, tức là mình sẽ đi định dạng lại cái cột đó, định dạng này ngày tháng cho cái cột đó, mình lấy cái cột đó ra ha, public days, cái vị trí thứ y, at y là vị trí thứ không, tại vì không không cho tới 19 ha, tại vì nó có 20 dòng mà dòng là for chỉ thứ nhất mà nó chạy thứ không ở đây. Và mình sẽ chuyển đổi, mình làm đây, mình viết lại y chang cái định dạng có trong cái data frame của mình. Thì cái thằng daytime và day chấm daytime chấm string ptime thì nó sẽ tự định dạng lại
cái dạng như thế này ha, nó tự định dạng là ngày tháng cho mình rồi rồi. Sau đó mình định dạng là rồi mình gán lại chính cho nó cái cột publish đây luôn ha. Rồi dòng là for nó chạy 20 dòng thì nó 20 dòng đó nó sẽ được thay đổi. Rồi sau khi chạy cái này thì cái cột publish đây đã được bỏ đi chữ T và chữ Z ha. Thì đó là cái quá trình mình phân tích dữ liệu mà mình xử lý data lining cho cái cột public day này ha. Rồi tiếp theo là từ cái cũng cái cột public day luôn thì mình sẽ tách ngày tháng năm ra. À thì cái bài tách ngày tháng năm này mình có một cái video để giới thiệu cái bài ngày tháng năm này rồi ha. Các bạn nào chưa chưa xem thì xem lại cái bài đó sẽ nói kỹ hơn. Còn ở đây mình sẽ nói sơ qua một chút, cũng là mình duyệt qua từng dòng ha. Mình duyệt qua từng dòng của cái data frame của mình, sau đó mình lấy cái cột public day ra, mình chấm mình chọn tới cái dòng thứ nhất nè, dòng từ thứ 0 tới thứ 19 đó của dòng loại for nó chạy á, rồi mình lấy time ra, lấy day ra. Time ở đây á, là nó lấy nguyên cái dài ngày giờ này luôn, gì giờ phút giây luôn, day thì nó lấy ngày tháng năm luôn rồi còn chấm đây mà chấm year nữa thì chỉ lấy year thôi, chấm month nữa thì chỉ lấy month thôi, còn đây mà chấm đây nữa thì chỉ lấy ngày thôi, chỉ lấy đây thôi ha. Sau khi có ngày tháng năm rồi mình gán cho nó một cái biến và mình đã tạo cho nó một cái list rộng rồi, thì sau đó những cái biến này mình sẽ append vào trong cái list của mình ha. Từ cái list đó mình sẽ từ cái list đó mình sẽ đi tạo ra một từ cái list như thế này đâu, mình đã bằng một cái list rồi, rồi đây là một cái list và cái list này nó sẽ được gán vào trong cái cột mới của mình mà mình đã định nghĩa. Viết như thế này thì nó cái data frame của mình đó, sẽ tạo ra một cái cột mới trong cái data frame của mình ha, với điều kiện là cái cột đó không tồn tại trong data frame ha. Đây public time, public year, public month, public day, đây là những cái cột này không tồn tại trong data frame thì nó sẽ tự hiểu là nó sẽ tạo ra một cột mới cho mình à. Rồi sau khi chạy cái này thì nó sẽ ra thêm 5 cột nữa cho mình ha. Này nó ra thêm 5 cột nữa, public day, time, year, month ha. Đây nó tách ra như thế này. Rồi sau khi tách rồi thì mình rinh ra thôi, thứ nhất là rinh sáp không nè, rinh sáp một nè, rồi rinh cái size thôi, sắp không sắp một nè, sai của dataset. Rồi rồi lấy dataset chấm define là mình sẽ mô tả count min standard min max rồi 25 50 45 năm, thì cái phần này mình đã có giải thích trong một cái video nào đó rồi, các bạn có thể xem lại với cái những thống kê như thế này và với thống kê theo từng cột luôn nha, mỗi cột. Và cái hàng describe này nó chỉ thống kê cho những cái cột nào dạng integer hoặc là float thôi ha. Còn những cái cột dạng object như thế này thì nó sẽ không thống kê. Rồi ok, rồi ở đây thì mình sẽ lấy ra các frame của cột like, cột view và cột comment count và mình đi sum lại thôi, mình tính tổng lại ha. Ok rồi, ở đây cũng là một cái cách mô tả thôi, mô tả dữ liệu thôi để hiểu cho quen thôi. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi visualize thôi. Thứ nhất là mình sẽ đi visualize cột line nè, line chấm sum và cái cột line view trừ line. Rồi nói chung là cái phần những cái phần này là mình đi visualize thôi, cũng không có gì hết. Rồi mình sẽ lướt sơ qua cho các bạn xem và có thể làm theo ha. Cái mục đích chính của mình, cái mục đích chính của cái bài này á là mình đi raw dữ liệu từ một kênh YouTube bất kỳ. Đấy. Và sau khi raw rồi thì mình sẽ data lining một cách cơ bản nhất. Ha. Rồi, còn những cái phần visualize như thế này á thì các bạn có thể tự tìm hiểu thêm. Không hiểu chỗ nào thì các bạn cứ comment và mình sẽ giải thích thôi. Cái phần này visualize cơ bản thôi. Mình tạo ra ba cái exit, ba cái trục như thế này. Và mỗi trục thì tương ứng với những cái data mình visualize. Ở đây mình visualize theo thằng seaborn chấm scatter plot và lấy cái cột public man ra
ở cột view ra và xem là hai cái cột này á, chữ bước định danh và hàng view á, nó có sự phân tán dữ liệu như thế nào. Tức là mình sẽ nhìn nhìn đây nè, là mình thấy là từ tháng 4 tới tháng 7 là cái lượng view là có vẻ đông đúc. Và mình xem là còn tháng 4 này, có lượng view bất thường cao nhất ở trong này. Đó, thì đó là cái cách quan sát của cột và của cái dạng dữ liệu Visualize Scatter Plot. Thì đây là cái trục thứ nhất là cái hình này, cái trục thứ hai là cái hình này, cái trục thứ ba là cái hình này. Rồi ở đây thì cũng thống kê cơ bản thôi, group by của thằng public year và sau đó count của public year thôi, tức là ở đây group by public year và count nó. Thì trong 2021 thì có bao nhiêu lần public, 2021 có bao nhiêu, 22 có bao nhiêu. Tương tự đây mình cũng group by của public year và tính tổng lại. Đấy, thì mình tính mình thống kê lại nè, 2019 là có lượng like và bao nhiêu, view bao nhiêu, comment count là bao nhiêu, 2021, 2022 là bao nhiêu. Thì mình sử dụng cái hàm group by đấy còn ra tính sum. Rồi ở đây cũng tương tự, mình tạo ra ba trục để mà mình vẽ cluster plot thôi. Rồi ở đây thì mình sẽ sort value, sort value theo cái cột view, theo cột view là ascending bằng font, tức là mình sort theo từ cao xuống thấp. Rồi bằng to thì nó sẽ từ thấp về cao, về từ thấp cuối cùng là nó cao nhất. Rồi cũng không có gì hết, đây là có thống kê thôi, sort value để xem là nào cao nhất nào nhỏ nhất. Rồi ok, rồi như vậy là xong rồi đó. Mình sẽ lướt lại một chút cái chỗ API key nè. Lấy ban đầu lại lấy API key ra, lấy channel ID của một cái channel cụ thể nào đó, bất kỳ một cái channel nào trên YouTube. Rồi sau đó mình sẽ đọc đường dẫn như thế này, có và gán API key và channel ID vào đây, sau đó sử dụng request để get cái URL ra, và sau đó mình sẽ đi json.plot thôi. Là sẽ ra được cái data của một cái kênh YouTube đó. Rồi thì đây là mình đã giới thiệu cho các bạn điểm raw dữ liệu từ một cái kênh YouTube bất kỳ. Vậy các bạn nào có câu hỏi thắc mắc gì đó thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, chào tất cả các bạn.